Xin chào, tôi là Toản, kỹ thuật viên Phú Thái Két. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bước kiểm tra trước khi vận hành xe lưu Két CS11GC để đảm bảo an toàn cho người vận hành cũng như duy trì năng suất và tuổi thọ cho thiết bị. Hãy dành vài phút để kiểm tra máy để đảm bảo máy sẽ hoạt động hiệu quả và chính xác. Chúng ta cần kiểm tra xung quanh máy, khoang động cơ và trong cabin. Nên in danh sách các mục cần kiểm tra để tránh bỏ sót hoặc quét mã QR code trên màn hình để có danh mục cần kiểm tra. Trước tiên, cần kiểm tra mức dầu thủy lực. Dầu nên ở trong khoảng giữa hai vạch. Nếu thấp hơn ở mức tối thiểu thì cần bổ sung thêm. Quan sát xung quanh xem có bất thường, rò rỉ hay nứt gãy hư hỏng gì không. Kiểm tra lốp xe, các gân còn rõ, không bị mòn, lốp được bơm căng hay không. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra khoang động cơ. Kiểm tra két nước làm mát và xung quanh khoang động cơ xem có bất thường hay rò rỉ hay không. Kiểm tra các đầu nối của ắc quy xem có bất thường hay không. Xả nước bầu lọc tách nước. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để xả. Nước trong bầu lọc sẽ theo ống chảy ra ngoài. Sau đó đóng lại bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ. Kiểm tra mức dầu động cơ bằng que thăm dầu. Nếu ít hơn mức tối thiểu thì cần bổ sung để bảo đảm độ bền và an toàn của thiết bị. Kiểm tra nước làm mát. Nước làm mát cần ở khoảng giữa hai vạch. Nếu ít hơn mức tối thiểu thì cần bổ sung. Kiểm tra cảnh báo tắc lọc. Bóp lọc để xả bụi. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra chống lu. Kiểm tra cả hai phía của chống lu xem các bu lông, ốc vít có bị lỏng không. Quan sát chống lu xem có hiện tượng rò rỉ, nứt gãy hay bất thường gì không. Sau đó, chúng ta sẽ kiểm tra trong cabin. Lưu ý, luôn đảm bảo 3 điểm bám khi lên xuống xe và thắt dây an toàn khi vận hành. Khởi động máy. Kiểm tra trên màn hình có cảnh báo gì không? Nếu có thì xử lý theo hướng dẫn. Kiểm tra còi, đèn và các công tắc xem hoạt động có ổn định không? Có bất thường gì không? Vừa rồi là các bước kiểm tra trước khi vận hành xe lưu dung két CS11GC. Luôn dành ra vài phút để kiểm tra trước ca làm việc, bảo đảm máy sẽ hoạt động hiệu quả và chính xác, đảm bảo an toàn cho người vận hành cũng như duy trì năng suất và tuổi thọ cho thiết bị. Clip này chỉ nêu những hướng dẫn kiểm tra cơ bản, luôn tham khảo hướng dẫn vận hành và bảo trì để vận hành an toàn và bảo dưỡng đúng cách.